Hello cả nhà. Thì cũng như mọi ngày, sáng nay mình lại tiếp tục đóng thùng những cây bông trang. Đây là những cây lá trung. Và đây là cây bông trang cẩm thạch lớn. Mình đã bỏ vào thùng. Cái vị khách này thì ở Bắc Ninh, là gồm một cây bông trang cẩm thạch lớn và 5 cây bông trang lá trung. Đây, và tiếp theo chủ này thì gồm một cây màu hồng phấn lá trung và một cây màu tím sen, một gốc. Đây, một gốc cây màu tím màu hồng phấn cũng một gốc này thì mình giao cho khách ở Tiền Giang. Xíu rồi đó, cái này là gieo đi ở huyện Châu Thành của Tiền Giang. Rồi, được một chủ. Ok, đây là một chủ ở Tiền Giang. Và đây là một chủ ở Bắc Ninh. Thì lúc nãy mình đã có quay sơ là cây trang cẩm thạch dưới 5 cây trang lá trung. Cây trang cẩm thạch này lớn nha mọi người. Rồi, còn chủ bên đây thì cũng ở Tiền Giang. Chủ này là hai cây, một cây trang cẩm thạch nhỏ và một cây trang màu vàng lá trung. Đây, tất cả đều là một gốc. Đây. Thì bây giờ mình sẽ đóng thùng nắp lại. Đây là cái phiếu hàng của mình để vô đây. Rồi, đây là một cây bông trang màu tím sen một gốc và một cây hồng phấn lá trung một gốc. Còn bên đây thì trang cẩm thạch với 5 cây bông trang lá trung. Rồi, mình còn bỏ vào thùng hai cây này nữa là xong. Mình quay sơ lược cho các bạn xem mình cái đóng thùng hôm nay. Chúc các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ. Bye bye, chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Đâu đây? Ba mẹ chơi đây.